Thưa quý vị và các bạn, từ hơn 4 tháng nay, người dân sinh sống tại các tuyến đường Châu Ý, Lùng Thàng, Cốc Sa, còn gọi là đường B3, B4A, B4B, thành phố Lào Cai, bức xúc bởi những tồn tại của dự án sửa chữa và nâng cấp tuyến đường này khi thi công dở dang. Ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn giao thông là thực tế đang diễn ra ở đây. Từ vài tháng nay, cuộc sống của các hộ dân sống ven tuyến đường B3, phố Châu Ý như bị đảo lộn, nắng thì bụi, mưa thì bẩn. Các hộ gia đình, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng nhiều bởi không thể sinh sống, buôn bán ổn định. Nhiều nhà lúc nào cũng trong tình trạng cửa đóng then cài do đoạn đường này thường xuyên mù mịt bụi đá. Theo quan sát, mặt đường phủ một lớp đá răm và là ẩn họa khôn lường đối với phương tiện tham gia giao thông. Từ Tết đến giờ là thi công dở dang mà đâm ra là dân chúng tôi là chịu bụi là một này. Hai nữa là đi lại bây giờ là cái đường này là hơi đông. Thế mà học sinh đi nó cũng ngã. Chúng tôi đi cũng đá răm thế này là chúng tôi ngã, trượt chân là ngã. Chả biết các anh ấy làm nào, thi công công trình nào mà bây giờ chúng tôi bụi lắm. Bảo tưới nước nhưng mà tưới không được bao nhiêu đâu. Tưới chúng tôi vẫn phải tưới thêm, dân tình vẫn phải tưới. Mà trong cái đó mà nước thì phải đi mua. Đề nghị với các anh là làm sao để cho công trình thi công cái nào cho nó tránh để cho dân tình chúng tôi được nhờ vào cái này. Đáng lẽ nếu các anh ấy không làm mà đường nó vẫn nguyên vẹn này chúng tôi không chịu bụi này đâu. Thậm chí tại tuyến đường B4A, phố Lùng Thàng, phường Nam Cường, đơn vị thi công cho đào bới rồi để giang dở tạo thành những vũng to như thế này. Điều này đã gây ảnh hưởng đến người dân hai bên đường và những người tham gia giao thông qua đoạn đường này. Đây mùng 10 tháng 2 các anh thi công. Đến tận bây giờ là tháng 6 rồi mà tôi chưa thấy mặt mũi các anh đâu cả. Thế chúng tôi là người dân yêu cầu các anh là chưa thể áp phan được thì các anh đổ đầy lên như cái đầu đằng kia kìa. Cho dân người ta đi cho đỡ tai nạn, nhưng mà đi mưa đến là ướt chỗ nước này mới bị cái chỗ không có nước này nó ướt như nhau. Rất nhiều người bị tai nạn đây, trẻ con đi học không có đường tránh, nó rơi xuống đây, nó khóc. Nhà tôi nhìn thấy, nhà kia nhìn thấy và nhiều nhà nhìn thấy chứ không riêng ai. Dự án nâng cấp mặt đường các tuyến B4B, phố Cốc Sa, B4A, phố Lùng Thàng, B3, phố Châu Ý có tổng chiều dài 1,7 km, vốn đầu tư ban đầu gần 32,3 tỷ đồng. Đơn vị thi công là công ty cổ phần thương mại xây dựng Lào Cai. Dự án được khởi công từ tháng 1 năm 2018. Từ tháng 2 đến nay, việc thi công bỗng nhiên dừng lại. Chúng tôi cũng báo cáo lên chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương xuống tận nơi, nhưng chính quyền địa phương cũng không thể giải quyết được. Và trong khi đó gặp đơn vị thi công, thì đơn vị thi công cũng trả lời là chưa biết bao giờ xong. Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông, Sở Giao thông Vận tải Lào Cai, chủ đầu tư dự án này cho biết, để phù hợp với kết cấu của các tuyến đường đã có, đồng thời thực hiện công tác xã hội hóa vỉa hè theo đề xuất của Sở Xây dựng nhằm giảm chi phí đầu tư, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân hai bên đường, nên dự án này buộc phải có một số điều chỉnh bổ sung. Điều mà người dân mong muốn nhất lúc này là dự án sớm được triển khai để đảm bảo an toàn giao thông và cuộc sống của người dân ổn định.